Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, hôm nay mình bán giống tùng Đài Loan nha bạn. Đó, Đài Loan siêu trái nha, cây nó cao khoảng 20 nè, khoảng gan của mình nè, siêu trái nha bạn. Đó, cây thì cực kỳ đẹp luôn, rễ rất là ổn định rồi nha bạn. Cái này về chỉ việc mình trồng ở ngoài đất thôi nha. Đó, Đài Loan trái nha, cái này là 100% là trái hết luôn nha. Lúc trước thì có Đài Loan nó còn lộn xộn, còn cái đợt này thì trái không nha, siêu trái luôn. Đài Loan thì dòng này là dòng siêu trái cực kỳ nhiều. Cây mẹ của nó thì nhập trực tiếp từ Đài Loan về luôn nha. Đó, cây giống cây mẹ để nhân giống ra, cây thì nhập trực tiếp từ Đài Loan về luôn. Cây nó cao 20 cm nha. Đó, cây này 25.000 một cây nha bạn, 25k một cây nha. Đó, các bạn mua từ 10 cây trở lên mình bao ship nha. Rồi các bạn mua ít hơn thì các bạn trả phí ship nha các bạn. Đó, có một số anh em thì mua có 1-2 cây thì kêu bao ship là đâu có được đâu nha anh em. Có 1-2 cây thì anh em cộng thêm 40.000 tiền ship. Tiền ship là bên vận chuyển họ lấy nha, chứ em không có lấy nha. Đó, 37.000. Đó, tiền ship thì bên vận chuyển họ lấy chứ bên em không có lấy. Anh em mua có 1-2 cây mà anh em nói phí ship sao nó cao. Đó, anh em mua nhiều thì em sẽ bao ship, còn ít thì anh em phải trả phí ship. Đó, cây giống như hình nha anh em. Đó, cây quay thực tế nha nên anh em cứ an tâm, Đài Loan siêu trái. 25k một cây. Rồi, anh em có nhu cầu cứ alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979582872 nha anh em. Zalo, Facebook số đó luôn nè. Đó, anh em nào ở gần thì có thể đến tận nơi mình mua nha. Em ở Long Tiên, Cai Lậy, Tiền Giang nha. Đài Loan siêu trái nha anh em. Rồi, xin chào tất cả anh em.